lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo không à. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Khen Phim. Trước khi đánh giá một bộ phim mới của tuần này thì mình xin có một vài lưu ý cho các bạn là kể từ video này thì mình sẽ cố gắng rút gọn thời lượng của mỗi video đánh giá xuống thời lượng ngắn hơn. Ví dụ trước đây 5 phút thì mình sẽ rút gọn xuống còn khoảng 2 phút hoặc là 2 phút rưỡi thôi. Bạn nào đọc những cái bài review chi tiết, muốn đọc những bài review cụ thể thì có thể bấm vào link, thường mình để link đó ở phần mô tả. Bấm vào đó thì bạn sẽ đọc được bài đánh giá chi tiết. Hôm nay thì trong video này Sơn sẽ đánh giá cho mọi người bộ phim Việt Nam có tên là Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi. Đây là bộ phim của đạo diễn Tú Vi với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên như là Tú Vi, Vân Anh, Băng Di và Quỳnh Anh Xin. Nội dung của phim xoay quanh một nhóm bạn gồm 4 người, trong đó có 3 người nữ và 1 người nam. Trong 4 người bạn thân đó thì có 3 đứa là có cuộc sống may mắn, có công việc ổn định và có gia đình hơi là khá giả một xíu. Còn một người còn lại tên là Mỹ Phương thì cô này luôn luôn gặp xui xẻo này, tán trai lúc nào cũng tuột quần trai xuống hết cho nên không tán được anh nào hết. Và nhân dịp mà tuột quần anh chàng thứ 100 thì cô nàng này mới đi ra đường than trời than đất là tại sao tôi F3, tại sao tôi không tán được trai thì bị xe đánh một cây đùng. Tỉnh dậy sau khi mà đưa vào bệnh viện xong thì cuộc sống của cô gái này thay đổi hoàn toàn. Trong phim thì có 4 diễn viên chính như mình đã kể tên lúc đầu, đó là Tú Vi này, Vân Anh này, Băng Di và Quỳnh Anh Xin. Quỳnh Anh Xin thì các bạn nào coi series phim ở trên YouTube là 5S Online thì cũng đã biết Quỳnh Anh Xin rồi. Thì diễn xuất của Quỳnh Anh Xin hoàn toàn phù hợp với cái vai Mỹ Phương trong bộ phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi. Thế còn Tú Vi thì mọi người chắc chắn ai mà những ai xem phim truyền hình nhiều thì sẽ thấy được anh chàng này đã xuất hiện trong rất nhiều bộ phim trên đài truyền hình. Từ đài truyền hình quốc gia đến đài truyền hình địa phương và những cái kênh nhỏ lẻ khác thì đều thấy có Tú Vi tham gia khác. Đây là bộ phim hiếm hoi mà mình thấy diễn xuất của các diễn viên trẻ nó rất là tốt và có sự đồng đều với nhau trong cái việc diễn xuất. Điều này thì mang lại cho khán giả một cảm giác rất là hài lòng khi mà coi bộ phim với dàn diễn viên trẻ, đẹp và đặc biệt khả năng diễn xuất của họ cũng rất là ok, rất là ổn. Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi có những hình ảnh nên thơ lãng mạn, gam màu trong sáng, trong trẻo rất phù hợp với việc là thể hiện nội dung của phim là về tình bạn. Tuy nhiên, âm thanh của phim lại là một vấn đề khác. Đây là bộ phim lồng tiếng ở khâu âm thanh, là tại vì lồng tiếng nó không có khớp với khẩu hình của nhân vật đang thoại trong cái bộ phim đó. Tiếng sẽ đi trước và hình sẽ đi sau. Mặc dù sự chênh lệch này nó không nhiều, nó chỉ là một khoảng thời gian theo mình là rất ngắn thôi. Nhưng mà nếu những khán giả nào cầu toàn và có khó chịu thì sẽ cảm thấy không có hài lòng lắm với cái phần âm thanh bộ phim này. Bỏ qua cái việc âm thanh nó chưa chỉnh chu lắm thì Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi là một bộ phim rất đáng xem. Rất đáng xem với hội bạn thân của bạn. Và đừng để những cái hiểu lầm nhỏ, những cái xích mích nhỏ trong nhóm bạn làm mất đi tình bạn thân giữa những người trong nhóm. Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi hiện tại đang chiếu tại các rạp từ ngày 27/7/2017. Các bạn có thể ra rạp và mua vé xem phim này. Bạn nào cần đọc bài đánh giá chi tiết, bấm vào link ở dưới phần mô tả. Đừng quên like, share và subscribe kênh Khen Phim ở đây để nhận thêm nhiều video mới hơn. Bye bye.